Rồi chào anh em nhá. Hôm nay em lại test thử cho anh em con bơm 1T của hãng Kabushi. Đó, đây này. Anh em để ý nhá, giới thiệu này, giới thiệu sơ qua một chút. Con này là con bơm 1T nhá, có đồng hồ đo áp lực cho mọi người. Bây giờ em test con bơm của xe máy đây. Anh em có nhu cầu về mua sắm hàng hóa thì có thể điện cho em Thanh. Đó, ok. Đó, bây giờ là con này là trọng lượng của nó là đang 4 cân này. Bánh trước thì sao lại căng thế em ơi. 4 cân này. Bây giờ con này giật bằng tay được nhá anh em nhá. Giật bằng tay được này. Đấy. Giật bằng tay cũng được. Đó. Giật bằng chân cũng được. Này giật bằng chân được nhá, giật bằng chân thì càng khỏe. Đó, ok. Đó. Chiều, giật bằng chân đi anh. Giật chân nhá, anh em giờ giật chân nhá. Đấy. Đấy. Lên là mầm luôn đây này. Anh em để ý là lên là mầm luôn. Dễ như trẻ con ăn bột. Đấy, rồi ok. Anh em có nhu cầu về mua sắm thì có thể điện cho mình để mình tư vấn kỹ hơn cho mọi người nha. Ok, xin chào anh em.